Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị. Đây là hình ảnh lô đất từ góc nhìn Flycam thuộc thôn An Ninh, xã Nhiên An. Hôm nay em Trực sẽ giới thiệu một lô đất có tổng diện tích là 40m ngang 10 và là full thổ cư. Và đây là toàn bộ hình ảnh khu dân cư thuộc thôn An Ninh. Em sẽ quay hết một vòng xung quanh từ trên xuống cho quý anh chị nhà mình sẽ dễ hình dung hơn được gọi là khu dân cư của thôn An Ninh. Lô đất của mình có hai hướng đi. Hướng bên tay trái quý anh chị là mình cũng ra được đường võ nghiêng dép đi qua khu tái định cư của xã Diên An. Hướng này là quý anh chị em cái đánh dấu mũi tên. Phía xe đây mũi tên em đánh dấu là khu tái định cư Diên An. Và hướng ngược lại là hướng tay phải của em là mình cũng đi ra được đường võ nghiêng dép, nhưng mà gần hơn nha quý anh chị. Em cũng chú thích để cho quý anh chị nhà mình sẽ dễ hình dung được cái lối đi vào theo cái dấu mũi tên. Đây, từ vị trí đó của mình đây quý anh chị đi theo dấu mũi tên theo hướng này mình sẽ ra được đường võ nghiêng dép để băng qua đường ray theo hướng này nha quý anh chị. Em cắt dấu mũi tên đây. Và theo cái mũi tên mẹ em đánh gió là hướng mình đi ra được tới là đại lộ Võ Nguyên Giáp. Thì đại lộ Võ Nguyên Giáp là nối liền thành phố Nha Trang với xã Nhân Khánh nha quý anh chị. Đây là đại lộ Võ Nguyên Giáp em có chú thích. Thì theo cái mũi tên mẹ em đánh dấu là cái hướng mình đi xuống thành phố Nha Trang rất là gòn, đi khoảng chừng hơn 8 cây thôi. Hướng này là quý anh chị đi tới thành phố Nha Trang rất là gòn. Dạ, và cái hướng ngược lại, cái hướng mình đi tới tuyến Tránh, thì tuyến Tránh là tuyến kết nối giữa huyện Dương Khánh với xã Cam Lâm. Thì ngay tại cái tuyến Tránh á, thì có bến xe và chợ đầu mối hiện tại là đang xây dựng. Em có chú thích để cho quý chị nhà mình dễ dàng hình dung hơn. Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Thì hôm nay em Trực sẽ review một lô đất tại là thôn An Ninh, xã Diên An mà lô góc tới hai mặt tiền. Đây, lô đất phía sau em đây nằm trong khu dân cư về đường lưu đường ô tô nha quý anh chị. Và đây là toàn bộ hình ảnh lô đất. Em sẽ quay hết một vòng xung quanh lô đất để cho quý chị nhà mình sẽ hình dung. Thì đây là mặt tiền bên phải. Đây còn là bên trái. Hướng này là hướng thông, đường thông. Mình đi ra tới lại đường Võ Nguyên Giáp. Thì đường này mình đi cũng ra được Võ Nguyên Giáp nha quý anh chị. Đường này mình đi cũng được. Thì lô đất mình có vị trí tại là thôn An Ninh, xã Nhân An, huyện Nhân Khánh. Có tổng diện tích là 40m, ngang 40 dài 10. Thì quý anh chị ở trong đất á, thì ranh giới thì mình cứ lấy ngay cái móc này. Ngay cái móc trụ này đi ngang qua bên này là 4m theo cái đường lớn. Thì nhà mình khi mình mua đặt cọc thì chủ sẽ làm lại ranh giới cho mình. Tại vì 40m là cũng nhanh, cũng đơn giản thôi quý anh chị. Thì 4m thì đâu tầm tới này nha quý anh chị. Tới này còn chiều dài được một ngôi nhà luôn. Chiều dài này đừng có ngôi nhà này luôn. Thì trước mặt tiền 4 phía sau là cũng 4m, rất là vuông vức. Thì điện nước ở đây rất là đủ hết rồi. Và lô đất mình thì cũng nằm trong khu dân cư luôn. Con đường hiện trạng này rộng tới là 7m nha quý anh chị, ô tô mình đi được. Theo cái hướng này thì mình đi ra được tới đường Võ Nguyên Giáp. Thì từ vị trí lô đất mình mà đi qua đường Võ Nguyên Giáp tới đường Võ Nguyên Giáp là 1,6 cây, rất là gần, đi chưa đến 5 phút. Hướng này mình cũng đi được đường Võ Nguyên Giáp mà phải đi băng qua cái nghĩa trang.
Lô đất mình thì đất ở là 100%. Vậy giá bán cho lô đất của mình là 570 triệu. À, giá này thì của đất còn mất là phải bay sang tên nha quý anh chị. Về từ ngay cái đoạn đường Võ Nguyên Giáp đó, mình rẽ bên tay trái là mình tới cái ngã tư Tuyến Tránh. Thì ngay ngã tư Tuyến Tránh nó có chợ đầu mối và bến xe, thì khoảng chừng là 3,4 cây nha quý anh chị. Còn nếu mình đi theo cái đường thẳng mà đi tới, đi dọc theo con đường Hình Thủ Kháng rồi tới chợ Dương Toàn, trường Trung học Phổ thông Dương Toàn, thì khoảng chừng là 3 cây thôi. Thì ngay cái trường học thì chợ đó thì có xác bên là tái định cư Dương Toàn. Và để bên tay phải là mình đi về thành phố Nha Trang. Thì cách thành phố Nha Trang mình là khoảng chừng là 8,8 cây, tương đương khoảng đâu đó là 10-15 phút. Cái một điểm trừ đầu tiên cho lô đất của mình là phải đi qua đường ray, và mỗi khi mà mua đến thì sẽ lũ thì sẽ bị ngập ngay cái con đường ray đó. Vậy đó, đó là điểm trừ rất đáng tiếc cho lô đất của mình. Mặt tiền thì so với khu vực nằm trong khu dân cư của thôn An Ninh này thì em đánh giá thì mình vừa ở mình vừa buôn bán là được. Rồi nơi đây thì nhà cửa và dân cư rất là đông rồi. Video này em được xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em. Quý anh chị nhà mình nhớ đăng ký kênh để kênh em được phát triển tốt hơn. Em shop những cái bất động sản tại Duyên Khánh để cho quý anh chị nhà mình tham khảo và đầu tư. Em được xin chân thành cảm ơn.